Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì shop của Bun Bun chuẩn bị ha cả nhà. Đây anh Hải rồi cô chú anh chị ơi. Đây chị Trang này cả nhà. Hello chị Trang. À khi mà mở cửa ra thì rất là thoáng nha quý cô chú anh chị. Có chị Trang một con ở nhà hơi lớn thấy không em ha. Anh này anh đi ra anh gì anh Hồng treo gió hả phải không, Hồng treo gió qua chuẩn bị live stream cái gì phụ gì loan lên trời đó. Bên đây có da cá sấu nữa nè cả nhà đó. Quả hầu có một cái túi, có một túi hình cá sấu luôn của chú anh chị, quá đẹp luôn. Quá là đẹp, tất cả đều là da cá sấu cả nhà. Nhìn những cái đường vân cá sấu, cái da cá sấu rất là đẹp luôn của chú anh chị. Qua đây thằng Hải nó chưa qua đây. À, mấy chị dễ thương cả nhà. Mấy nhà dễ thương. À, chủ nhà bên đây rất là dễ thương rồi cả nhà. Chị gái đây kêu cho để xe kế bên luôn của chú anh chị ơi. Phải nói là rất là hiền, rất là tốt luôn. Cảm ơn chị ha, cảm ơn chủ nhà chị. Dạ. Chị cho để xe kế bên nữa cả nhà. Nó kêu anh Hải dắt xe qua bên đó đi để cho nó rộng, cho nó thoáng. À. À, mình đứng xa xa ngoài xíu cả nhà để cho anh buôn bán, cho chị buôn bán chuẩn bị khai trương, cúng khai trương. Đây anh Hải là của chú anh chị. Chị gái cho dắt xe qua bên nhà luôn nè cả nhà, nó thương không? Ồ, cô cho mượn bàn luôn hả? À, cô cho mượn bàn luôn cả nhà ơi. Đó, phải nói là chị Hồng Loan đi đến đâu là được thương tới đó nha, cảm ơn bà nè. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, cô chú anh chị. Chị Trang đang hỗ trợ. Đó, cả nhà thấy không? Ở phía bên trong thì anh Hồng Chào Gió cũng đang hỗ trợ chị Hồng Loan. Cần cái khăn không chị hay là vậy thôi.
riêng chỗ băng hai bên khác. Phía trong thì anh Hải, chị Loan, anh Hồng, Châu Gió, chị Trang cũng như là mấy anh chị đang chuẩn bị cúng cả nhà. Đó, đang chuẩn bị cúng nè. Đó, này quay ha, bánh trái nha cả nhà. Tới ha, có hoa tới luôn. Anh Hải đang sắp xếp rồi cả nhà.